Trời trời ơi. Nhi xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Lê Thị Nhi nha. Hôm bữa giờ bà ngoại về quê đó, nên là Nhi cho em biết có 2 ngày thôi, hôm nay là mới là ngày thứ 3 thôi. Sao mới ngủ dậy rồi cả nhà? Trời ơi anh rẫy. Tối ngủ bị muỗi chích quá chừng luôn. Mà Nhi ngủ chung với nó mà Nhi thấy là muỗi sao nó không chích mình mà nó chích em bé không mà cả nhà, chích mấy gián luôn. Ôi tội ghê luôn á. Bà ngoại nói là giờ về quê mà bà ngoại nhớ em bé với lại sợ nó khóc á, nên là hôm nay bà ngoại vô lại luôn. Định là chơi mấy bữa nữa nhưng mà bà ngoại nói là để sắp xếp vô luôn nha. Chiều nay có bà ngoại vô rồi nha. Đã ha, mình giữ nói là mình không làm được gì hết trơn cả nhà, tại vì em bé nó ngủ thì mình cũng phải canh, mà nó thức dậy thì phải có người chơi với nó, đâu có bỏ nó được đâu, chỉ là dính với nó luôn, đâu có làm chuyện gì khác được. Ai mới sáng 6 giờ lại dậy rồi la làng rồi kêu mọi người dậy đấy đấy. Anh nhìn vô điện thoại vậy vậy anh tập trung à? Anh tập trung vô cái điện thoại nè. Ừ. Nói tới là rẫy à. Sao? Chừng nào đi ngủ lại? Dậy sớm quá, lát nữa 9 giờ đi ngủ lại nha, hay là 8 giờ? Trời ơi, trời ơi, thiệt cả nhà rẫy ghê không? Không biết là em bé nó có đang mọc răng không mà tối á, từ mấy bữa trước buổi tối em bé ngủ rất là giỏi luôn, xuyên đêm luôn, kiểu dậy khóc xong rồi dậy bú sữa xong ngủ tiếp, mà còn hồi tối em bé nó dậy nó khóc lớn luôn á cả nhà. Không biết là nó có bị mọc răng nó khó chịu không hay là nó bị sao nó khó chịu nữa. Ê kè 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 kè. Ý chà. Ý chà. Ý Hy Hồn mới ngủ một giấc dậy nè cô chú. Giờ Hy Hồn nằm chơi với đồ chơi nè. Đồ chơi của Hy Hồn nè. Lúc lắc nè. Có mấy cái miếng vải sách vải nè để bóp 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 nè. Đó, đã chưa? Chờ một chút nữa là ngoại vô chơi với Hy Hồn nữa nè. Có lúc lắc nữa nè. Mặt ảnh nha. Mặt chù ụ hả? Mặt chù ụ với ta. Mình kéo khăn lên. Bà ngoại mới từ Quy Nhơn vô rồi cả nhà. Vô chăm chóng. Hy Hồn như mới cho nó ngủ hồi lúc cách đây 15 phút xong rồi bà ngoại vô luôn. Cái này hình như là trong đây có kem không má? Kem cô Hai Nhi bán ở ngoài quê, kem bị á, từng bì á. Ở ngoài đó không, hồi trước là làm biển xong bây giờ không có làm cái nghề đó được, giờ mùa này cũng không có làm được á, nên là cô Hai Nhi là làm kem bán thêm, mua ủng hộ, mà hình như cô Hai cho luôn rồi. Đây là giới thiệu cho cả nhà, đây là bánh hồng này, đặc sản ở Bình Định. Cái món này Nhi rất là thích ăn luôn, bánh hồng. Nhưng mà như thích ăn là loại bánh mà người ta cắt sẵn từng miếng nhỏ luôn nha. Chứ còn đưa nguyên khối ngồi cắt, ngồi xé ra thì không thích cho lắm. Như miếng nhỏ vậy nè, là ăn dễ. Ôi tan, chỉ nước hết rồi, bỏ vô bên trong. Để vô, để tụi anh. Ui sao có cái miếng bánh ở trong đây? Lông xương mà sao để không? Kem xanh. Ủa cái màu đỏ là gì? Cà rốt hả? Còn màu đây là gì? Siro hả? Siro. Cà phê nữa nè, đậu xanh. Mấy kem này ngày xưa hồi nhỏ đi học mình hay ăn lắm, 500 ngàn, 2 ngàn bị á. Cô Hoa Nhi làm lấy kiếm thêm.
đủ màu luôn. Ô, đây cái món của Nhi. Đây. Lát nữa Nhi sẽ review đây. Món này. Đây, 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 đây quán này. À, cái này bỏ tủ lạnh chứ? Nem chay của con. Nem chay nhưng mà bỏ tủ lạnh luôn chứ? Đây, còn cái gì là bạn nướng không dầu mà ăn. Nướng lên ăn nha. À, ta chay. Này, bà tôi mua bánh đi. Lên phủ bỏ lên. Mặt nè. Mặt mua với bánh đó hả? Ừ. Đây review với cả nhà. Cái này là nước bún gì má? Bún gì? Giống nhau hay khác nhau ta? Khác nè. Bún chả cá hay sao á? Cây không à. Cây không à. Cái là nó là bún chả cá chay. Chay á. Cái này là nước lèo của món bún chay cả nhà, như nhờ mua dùm để vô đây ăn. Tại vì ở Ninh Thuận cũng có bán chay, nhưng mà từ chỗ Nhi đi lên đó thì nó cũng xa, với lại Nhi thích ăn khẩu vị ở ngoài quê mình hơn. Khẩu vị ở trong đây thì nó hơi ngọt một chút, nên là mua như cơm bán Nhi là mua xong để ngăn đông rồi đem vô đây Nhi hâm lại ăn mà không có bún. Vậy đến ngày mai ăn hả? Thôi trụng mì tôm ăn đỡ đi. Không, con chờ má hồi sáng giờ đem vô, con đâu ăn cơm đâu. Vậy bây giờ Nhi sẽ trụng mì tôm ăn với lại nước bún. Chờ má Nhi đem vô từ sáng giờ đâu có ăn cơ, ăn trưa đâu cả nhà. Bây giờ 2 giờ chiều, 2 giờ mấy rồi. Giờ 2 rưỡi rồi. Nhi đang hâm cái bún phía sau. Trong khi chờ đợi Nhi sẽ thưởng thức món bánh hồng. Đặc sản Bình Định đó nha. Mà cả nhà, ở trong đây thì nó có nhân dừa. Có loại, có chỗ người ta làm không có nhân dừa nữa. Nhưng mà Nhi thích ăn cái bánh có nhân dừa. Mà cả nhà, Nhi đang trụng mì tôm. Nhi mới bỏ cái bịch bún, à cái bụng. Nhi mới bỏ cái bịch nước lèo vô cả nhà. Cái này là bún chả cá. Ơi, nó đông cứng ngắc là không biết là cái mùi vị của nó khi mà đông đá rồi rã ra nó có ngon giống như mình ăn trực tiếp ở quán không. Chờ thôi, chờ và xem thành quả nha cả nhà. Nhi mới hâm xong một tô rất là to luôn, rất là nhiều nước luôn. Sao vậy? Giờ mình sẽ thêm hành lá vô nha. Cho hết hành vô luôn. Mà cả nhà nha, cái món này á là thiếu rau sống với lại tương ớt ở ngoài Bình Định. Cái tương ớt mà ăn bún, ăn phở, ăn gì cũng có cái hũ tương ớt sần sờ đó cả nhà. Trời, phải có cái đó nó mới ra cái vị của Bình Định. Nếu mà cô chú anh chị mà đi ra Bình Định thì sẽ thấy là mình vô quán bún, quán phở, quán bánh cuốn, bánh xèo gì cũng sẽ có một cái hũ tương ớt sần sờ. Cho mình sẽ nặn chanh vô nha. Ăn với cộng mì tôm thì thấy nó không có hấp dẫn mà ăn với bún. Rồi mình sẽ thử nước lèo. Mời cả nhà. Đúng là thiếu cái vị tương ớt đó cả nhà. Nóng quá. Với lại phải có ớt xin phanh nữa. Cũng ngon. Tại vì nó chưa có đủ các nguyên liệu á, phải có bún này, rau sống này, tương ớt nữa. Nó hòa lại với nhau nó mới thành một món ăn hoàn chỉnh con bi. Bi này ra lông rồi nè cả nhà. Đó, trên đầu là ra lông rồi, chỉ có trên lưng thì chưa thôi. Bữa trước Nhi tưởng đâu là nó lăn dơ, nhưng mà thiệt ra là lông của nó nhìn y như là một đất vậy á. Chị thêm thép rồi. Quẩy đuôi. Bi ơi, trời ơi, rủ bạn qua chơi nữa chứ. Bi. Bi để cái chuồng, cái nhà nó nằm đây nè cả nhà. Cho nó. Mấy bữa nó bệnh đó, nó còn bệnh thì nó nằm trong đây nó ngủ, còn giờ nó hết bệnh rồi nó toàn là vô trong trước hiên nhà nó nằm không à. Còn đây. Bi hơn nè.
Hi Hòn ơi, chào ông bà cô chú nè. Con chào ông bà. Bữa nay Hi Hòn cũng quậy lắm á. Quậy lắm ông Hi Hòn ơi. anh nhìn hồ cá cả nhà. Anh quay ra anh xuống nước anh nhìn. Lát nữa dẫn Hi Hòn đi ăn bánh xèo nha. Đi không? Đi bánh xèo nha. Ra đó mà khóc là coi chừng. Hi Hòn ơi, hôm nay dẫn Hi Hòn ra ngoài đường ăn bánh căn bánh xèo nha. Đẹp. Dẫn chị đi ăn bánh căn bánh xèo luôn. Được rồi. Đã chưa ăn mà nút tay rồi. Chưa ăn mà nút tay, có ăn mấy miếng? Ăn mấy cái không? Nguyên một bọc bự luôn, nãy quên hai bọc chứ. Có Hi Hòn đi theo nữa, cả nhà dẫn Hi Hòn đi chơi. Sau giờ làm á, cho lên lẹ. Đây là nước chấm ở em để ăn bánh bánh căn bánh xèo chị. Nó có ba loại, mình trộn ba loại lại với nhau luôn chị. Nó có đây là nước cà, đây là nước đậu phộng, còn cái hũ kia là mắm nêm. Mình trộn lại với nhau. Bỏ vô cái này đó. Là đúng rồi, bỏ vô một tô nước chấm một rồi. Một tô vậy đó hả? Dạ nửa tô thôi. Nửa tô xong lấy bánh đó mình nhúng ngập vô trong này ăn. Rồi. Thank you. Rồi còn này, nhà mình đi ăn nè. Thấy ngồi đây. Chứng minh với ai là tôi ăn rồi. Đây bánh căn Ninh Thuận nha, bánh căn trứng, bánh xèo, trứng gà nướng. Dạ cái nhà mình đang bạc buổi chiều, cô bán bánh cô mấy cô đổ bánh căn bánh xèo ở phía sau á, rồi đổ nóng mình ăn luôn tại chỗ. Căn này đó. Rồi bỏ đi con. Đi ăn xong rồi giờ về nha, Huy Hòn ơi. Cường cái kiểu gì lại cường nhắm môi vậy hả? Đi chơi đi ăn ở ngoài về cả nhà thì cũng gần 7 giờ nên là như giờ đến nhà là như cho em bé bú no xong rồi thay đồ cho em bé là em bé lăn ra ngủ luôn. Nó mệt lắm rồi cả nhà, tại vì nó thức cũng sớm, mất 4 giờ nó đã thức dậy rồi. 4 giờ đúng rồi, 4 giờ nó dậy, tới giờ nó mới ngủ lại á. Xong rồi mà bà ngoại đang ngủ trong phòng chung với em bé. Còn bây giờ tiếp tục phần của Nhi với anh Thép. Anh Thép thì sẽ chuẩn bị sắp xếp và livestream bán hàng trên TikTok. Còn Nhi thì lo hậu cần cả nhà. Mình sẽ lo những cái lặt vặt xung quanh với lại liền chữ ngày mai thứ hai lại phải đi học lại rồi. Hôm nay chủ nhật, ngày đến ngày mai thứ hai là mình phải về sớm đi học đi làm lại. Trời ơi. Nhưng mà phải cố gắng thôi. Bây giờ Nhi sẽ làm công việc hậu cần của việc bán hàng nè. Rồi mình hiện tại là Nhi đang học thêm một số khóa học ở trên online nữa. Với lại luyện chữ nữa cả nhà. Luyện chữ đây. Để khoe cả nhà bữa giờ Nhi viết được chữ gì rồi nha. Bữa giờ mình viết được. Mình đang tập cái chữ nhẫn đó cả nhà. Nhưng mà nó cũng chưa có ra gì đâu. Nó còn lung tung lắm. Kiểu nó chưa có nét thanh nét đậm giống như là mình mong muốn đâu. Hôm nào có thành phẩm thì Nhi sẽ quay một bài full chữ viết cũng như cho cả nhà xem nha, khoe với cô chú anh chị. Còn bây giờ thì viết còn rất là xấu luôn nên là chưa có dám khoe. Mình sẽ cố gắng. Cái lớp mà viết luyện chữ này của Nhi á, là cô nói là nếu mà một người trung bình theo học cô tầm khoảng 3 tháng thì có thể viết được. Viết được thôi nha. Còn viết đẹp, viết xuất sắc thì còn phải quá trình tự rèn luyện và trau dồi thêm. Nên là Nhi đã theo được hơn một tháng rồi. Hy vọng là mình sẽ viết được thế nha. Nếu mà viết được thì việc đó Nhi sẽ Tết độ, lễ Tết rồi đó. Rồi mình sẽ lên chùa mình cho chữ, hoặc là có dịp nào đó mình sẽ viết chữ ở ngoài mình tặng cho mọi người. Bạn chơi khán giả trên kênh đó mà cô chú anh chị nào có nhu cầu. Giờ thì mình sẽ cố gắng giờ có bà ngoại vào trong á, mình sẽ cố gắng tận dụng thời gian này để mình làm những cái, mình học những cái mình cần thiết á. Tại bây giờ không thể nào để bà ngoại ở đây trong Hi Hòn hoài được, nên là Nhi xác định là chắc khoảng tầm tháng nữa thôi. Tháng nữa mình phải xong, sắp xếp xong hết tất cả mọi thứ. Rồi còn như còn đi đăng ký học lái xe ô tô nữa cả nhà. Lúc đầu thì không định đăng ký đâu, nhưng mà nhiều khán giả góp ý với lại không biết sao nữa.
nghĩ là có bà ngoại trong á nên là thôi bây giờ học được cái gì thì ráng tranh thủ học. Cái là Nhi đăng ký học lái xe ô tô nữa, bây giờ thì đang học lý thuyết thôi, chưa có đến giai đoạn thực hành. Hy vọng là sau khi một tháng nữa, trong một tháng này mình sẽ cố gắng mình hoàn tất các môn của mình để cho bà ngoại về quê ở cho nó thoải mái cả nhà. Ý là không phải là ở đây nó gò bó gì, nhưng mà dù về nhà mình ở đâu, mình ở đó thì mình cũng thấy nó thoải mái hơn. Như là ở đó có ông ngoại rồi nữa, hai vợ chồng ở chung với nhau, chứ một người ở ngoài quê, một người ở quê nhơ, một người ở Ninh Thuận thì kiểu cũng buồn á. Hai vợ chồng già mà tự nhiên tách ra cũng buồn. Hay là mình sẽ cố gắng. Với lại bây giờ Huy Hoàng cũng được là 5 tháng rưỡi rồi, tầm khoảng 2 tuần nữa thôi là em bé sẽ được 6 tháng. Thì Nhi sẽ bắt đầu tập cho em bé ăn dặm từ từ. Khi mà em bé ăn dặm, em bé cứng cáp hơn thì hy vọng là em bé sẽ không có còn khóc đêm nhiều á cả nhà. Em bé Huy Hoàng thì đỡ cái thì nó không phải là quá khó, nhưng mà kiểu nó cũng, mình cũng phải còn nhỏ cho nên là mình phải sát sao, mình chăm nó kỹ. Mình cũng chưa có dám cho nó ra đường nhiều, lâu lâu có dịp gì đó chỉ cho ra một chút thôi rồi về. Hy vọng là 6 tháng là mình sẽ cho em bé rồi sáng sáng hai mẹ con dắt nhau uống cà phê gần gần nhà vậy cũng được. Chứ giờ thì giờ dắt nó ngủ á, mình cũng không cho nó đi đâu được nhiều đâu, chỉ đi vòng vòng quanh nhà quanh vườn thôi. Tối qua Nhi quên kết thúc video của mình. Cái sáng nay đi Nhi mới đi tập thể dục về cả nhà, coi Huy Hoàng nè. Ngủ dậy sớm mới cái 6 giờ hơn nó đi dậy rồi. Mẹ đặt bữa nay thích ngồi xe rồi. Thích ngồi xe nó ẩm lên là nắm hai cái tay vô cái tay cầm này nè cả nhà. Không có chịu thả ra đâu. Còn cái mặt lắc sắc vậy chưa? Nghiêng lên. Lắc qua lắc lại nữa chứ. Nhúng 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 đồ. Ổng làm gì ổng đi phi ngựa. Chắc là Nhi xin phép tạm dừng video ở đây luôn nha. Cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian vào của mình xem hết video này. Nhớ để lại cho Nhi một cái like, một cái đăng ký kênh. Bye bye cả nhà. Huy Hoàng ơi. Bye bye cô chú. Con bye bye cô chú nha. Con đi phi ngựa đây.